75 km nhưng có hơn 600 khúc cua. Tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc có một tuyến đường không dành cho người yếu tim hoặc bị say xe. Nằm ở phía tây Tân Cương là con đường dài 75 km nhưng có tới hơn 600 khúc cua tay áo. Tại điểm cao nhất, con đường nằm cách mực nước biển khoảng 4.100 m. Những hình ảnh quay từ thiết bị bay không người lái hôm mùng 1 trên 10 cho thấy, đoạn đường khúc khủy uốn lượn thực sự là thách thức không nhỏ với cả những tài xế giàu kinh nghiệm. Có lẽ đây là một trong những con đường hiểm trở nhất thế giới chỉ xem video thôi mà cũng thấy nôn nao khó chịu như say xe đó là nhận định chung của nhiều ý kiến